Chào tất cả em nha và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với series mà Bilsugi chơi lưng thoại anh em ơi. Từ anh em ơi, tôi ra tôi cứu rừng rồi đã. Chạy đi bạn ơi, hay. Nhớ tóc biến hay sao á. Tôi lo được, cướp được cốc luôn kìa, hợp lý chưa. Rồi các bạn lần set nha, mình lần gravet cho. Có mạng luôn anh em, laser. Cái thói cướp bóc không bỏ nè, này được cướp nè, trả giá liền. Thì lúc đầu khi mình quên quay nha em ơi, nhưng mà thật sự là nó cũng không có quan trọng lắm đâu, tại vì lúc đầu game mình với thằng set là toàn rừng gan không thiệt. Nhìn mình với thằng set là lúc đầu game giờ toàn farm không à, mà có mạng là rừng lên nó giúp đỡ hơn tí thôi chứ thật sự là cũng không có gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em gửi tới tất cả một cái meta, meta thì cũng không phải nữa, gọi là thử thách thì đúng hơn anh em ơi, đó là xin gieo lên cung phong linh và lên full chí mạng nha. Thực sự là cái thử thách và yêu cầu này cũng được anh em yêu cầu làm khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới thực hiện được á. Hồi trước là mình cũng đã làm sinh giao gọi là phôi sắc lực á, với cái dễ kiếm rồi súng hai tặc anh em ơi, tàn hình gọi là liên tục ở trong combat luôn, một chọi là một mạng mà rất là sướng. Mà anh em sau khi xem video đó thì cũng muốn thử là sinh giao khi mà có món đồ thần thoại khác á, là cái cung phong linh này hiện tại là rất là hot nha, với cái lối trang bị gọi là full chí mạng á, khi mà kết hợp với cung phong linh này anh em ơi rất mạnh luôn. Thì hôm nay mình test thử luôn cho anh em xem nha. Cái combo trang bị này là cái combo trang bị đang có tỷ lệ thắng gọi là cao nhất luôn á, mạnh kinh khủng á. Mình lúc đầu tính là lên sinh gieo chuyền phản kích cơ, nhưng mà chuyền phản kích thì nó bình thường quá anh em ơi, nó không có chí mạng, chơi thì nó hơi chán. Mình thì muốn cái gì đặc sắc á, lên full chí mạng luôn. Thì anh em nào mà có ý tưởng gì hoặc là có thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình á thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình được khi hết tầng cá nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và nên là muốn từ từ tôi xuống được nè, hay quá, con rừng xuống luôn nè. Ơ rừng nó xuống luôn kìa anh em ơi, đông quá nhờ. Ok nè, con top nó xuống luôn kìa, đúng là game gia đình luôn mà, combat 5 năm thiệt luôn á anh em ơi, đúng là game gia đình luôn. Này bị bỏ lại rồi, không ăn được mạng rồi, lấy có hỗ trợ cũng được, set tele xuống hơi trễ. Thôi ăn rồng đi, ăn rồng đi. Rồng đi nữa mày. Mình muốn chơi à, chơi được luôn á nha. Mình vẫn còn skill mà anh em. Ê, nó bể mình, nó bể mình. Ui hết. Cứu mình cái. Let's go. Oh shit, Shiba bebe. Thôi về. Không ổn chút nào cả. Các bản ngọc hôm nay mình mang trong con sinh gieo này nhá, là các bản ngọc mưa kiếm nha. Thật sự nó rất thích hợp những con này mà lên đam hoặc là lên chí mạng á. Sự là lên chiến mạng nó chỉ cần thông liên tục được 3 cái full chiến mạng thôi thì nên biết cái cảm giác như thế nào đó, bị thông đít mà còn bị thông chiến mạng nữa, thông vào chỗ chiến mạng anh em à, thì nó thốn cỡ nào. Ok, mình sắp đủ tiền lớn cũng không lên rồi nè, chắc là farm nốt thêm vài con quái nữa chắc. Ngu quá, nhưng mà không có tele mình cũng làm biến về, mình mua đồ xong chạy lại lane quá anh em ơi, sợ thọt á. Thằng set nó cũng mất tele rồi nha, mình với nó nếu như mà tính không có quá khó thì bằng nhau nha anh em ơi. Tele nó hồi bằng nhau, chừng này mình hồi thì nó hồi thôi, trừ khi nó mang bản ngọc hồi spell. Set mất tiêu nè, nó đẩy quái, nó không để trụ luôn. Anh em nào xem thay thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha, cũng như là bấm cái chuông á để nhận thông báo mới nhất về những video mà đang trên kênh hàng ngày nha. Thank you rất là nhiều. Đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục thực hiện những cái video thật là chất lượng và gửi tới tất cả em nha. Thank you anh em. Mất tiêu set rồi nha, có khi là đi ăn sứ giả dân rừng luôn á anh em ơi. Cái này nhìn hơi quen á, tại vì rừng mình ở dưới mà, không biết nó biết chưa. Thôi nhẹ nhàng lên cung phong linh thôi, mặc dù là nó sẽ hơi bị tốn thời gian với là thọt tiền thọt quá một chút á, nhưng mà có tiền thì cứ về nhà mua thôi. Tên bạn là có, tôi biết ngay nó ăn sứ giả mà, tên bạn là có ăn gì nữa anh em ơi. Tí nữa mình bỏ cung phong linh lên, mình bay vô mình chọt nó. Nó chạy sao được đúng không? Nó chạy sao được anh em? Zin thì chạy bằng cách nào? Mặc dù là nó có cung phong linh đó, nhưng mà mình chỉ cần tiếp cận được nó vào đủ cái tầm mà mình e thôi là mình sẽ lâu nó tới chết luôn. Cái combo trang bị mà mình đã nói á, đó chính là cái combo cung phong linh, súng máy tặc và vô cực kiếm. Đây là cái combo mà rất là thích hợp cho con nào mà lên full damage hoặc là chí mạng. Trời ơi, em thấy mình thông nó không? Ủa ơi, lên mới cái gọi là 21% chí mạng, nó bay lên bật cái quy thông 3 phát có mưa kiếm.
lâu lâu chí mạng đường phát cái muốn về nhà hồi máu luôn. Còn set này mang sư dễ xong còn khá ít máu, chọt phát chết luôn mà. Mình không biết là với cái lên đồ mà chí mạng như này thì nó có one shot được như là cái dễ kiếm hay là lên sát lực hay không nữa. Hồi bữa mình có làm video lên sinh dư sát lực á, chọt phát chết có mạng anh em ơi. Còn build đồ này không biết được không nữa. Chí mạng này thì hên xui nha, còn sát lực thì mình có làm đó, anh em mà chưa xem thì có thể bấm lại xem nha. Ui trời ơi, hợp lý chưa? Con sinh gieo là thiếu một cái á, là cái độ tiếp cận để nó e thôi. Còn nếu như mà nó e được á nha, thì thật sự là chỉ có chết thôi nha anh em ơi. Bay vào chọt một phát slow, slot rồi có đam. Cái đây mình nhắc lại là thử thách của anh em đặt ra cho mình nha, chứ không phải là meta này nha. Nên nếu như mà anh em muốn chơi á, thì cũng có thể chơi. Còn nếu như mà anh em quất cái này vào những cái trận quyết định hoặc là những cái trận sống còn của anh em thì này mình không có chịu trách nhiệm nha. Ôi set móng vuốt ám muội nè, set là phải lên chịu phản kích chứ lên móng vuốt thôi ta. Tại vì mình đánh giá móng vuốt nó hồi hơi lâu, mình nhớ không nhầm là hồi 60 giây lận. Còn cái chịu phản kích nó hồi có mười mấy giây à. Cái cung phong linh này nó cũng hồi lâu như cái móng vuốt anh em ơi. Như nào? Ui mình thông nó ba cái kìa. Né liền anh em ơi. Anh em thấy thằng sinh viên mà đang đánh mẹ lướt không? Nhìn tấu hài vãi chưởng á. Giống như là mình xì hơi ra để mình lướt cái một đoạn á. Đúng tấu hài luôn. Thằng Seth lúc đầu đi ngang lên với mình được chứ bây giờ mình mạnh như thế này, cái đồ như thế này thì thông chết luôn ấy. Ủa boss cũng mạnh quá nè, boss cũng lúc đầu thọt vải đái. Như nào? Không hiểu. Lướt cũng hơi nhiều. Đâu rồi? Lướt cũng hơi nhiều, thôi về luôn nha anh em ơi. Về luôn nha anh em ơi, set nó sắp ra rồi. Thì phải nốt một cốc đi. Cua chứ. Lên cái súng hay tặc luôn. Với lại là mình cũng đang có tele mà. Đang đợi hồi tele xong rồi về nhà. Tele đi đâu xong rồi đi găng luôn. Mà bót vừa mới đẩy. Chắc là tele xuống rộng giúp nó thôi. Thôi chạy lên top đi. Mình muốn vô chết xem red thử còn quá anh em à. Nhưng mà hơi sợ. Ok hai món rồi nha. Mình sẽ cố gắng mình lên cái món thứ ba là vô kiếm nha. Combo trang bị này nếu như mà anh em lên được sớm á, thì với cái sức mạnh của con sinh giờ thời điểm hiện tại nha, thì mình nghĩ là cứ bay vào một chọt với cái bật cái quy lên đó là có mạng luôn. Mình thấy nó làm cái gì vậy anh em. Hello motherfucker. Cung vé trước nha, cung vé trước. Đang đợi tem ra anh em ơi, đang đợi tem ra. Từ từ, đợi. Mình không xài cung phong linh là tại mình muốn nãy giết con Jin này nè. À! Ui vậy đấy. À. Vãi chưởng. Cung phong linh kìa cái vách tường ở đây mà. À, what? Cung phong linh kìa cái vách tường. Không lướt được. Em phải đã lướt được là Jin chết cho mình rồi. Đậu xanh đó. Không có mắt nào ở tay lên sâu luôn. Nó tay lên xuống bót đâm với thằng Akali không nhờ. Mình chơi sinh ra rồi mình lên đồ này chắc mình đâm lỗ ác của mấy tụi này chắc nở ho hết luôn á. Càng ngày nó càng rộng thôi anh em. Rồi nó sẽ quen với cái gậy của thằng sinh gieo rồi thôi. Lúc đầu thì chắc có lẽ là không quen á, nhưng mà chắc là chọt hoài nó cũng quen ha. Ủa hôm nay làm gì vậy, tôi chưa xuống mà. Ơ hai buồn ngủ hả? Rồi giờ sao giết.
chạy sao được mà chạy bạn ơi. What the fuck, lướt e cái chết luôn ạ. Anh em thấy không, à, mặc dù là không có tốc biến nhưng mà cung phong linh này nó bù lại cho mình gọi là gần 80% cái tốc biến rồi đó. Thứ nhất là nó không có qua tường được, thứ hai là cái tầm của nó cũng ngắn hơn tốc biến một xíu, nên là mình kêu là 80% thôi cũng đủ xà rồi. Chơi được mà, rừng vào đấy, rừng vào đấy chơi được. Đây nè, ui ơ à, còn lướt lại còn lướt lại nữa nè mọi người, zin này. Ui từ tôi móc đằng sau nè, ờ từ từ nè mọi người, red hồi luôn. Sao bạn bạn rừng bạn có vô đây bạn red không? Ủa bạn cứ bắt tiếp hả? Thôi mình tới nè. Ui nó mới chuối kìa nó mới chú biết chạy một đứa nè. Đây là mình lo được. Ra ra, trời ơi cái lưỡi hơi dài, mấy cây gì ra nó bắn xe vậy nè, càng giờ ra nó bắn xe vậy càng lòi luôn á. Ở đây ui có mắt rồi anh em, có mắt rồi anh em ơi, nãy giờ mình đang đứng trên tầm nhìn thằng chỉ nó không vào. Giờ set solo mình sẽ solo lại nữa. U một combo thôi anh em ơi, cứ bay e vào đúng không, xong rồi chọc quy, chọc quy xong mà nó mà chưa chết mà nó chạy W thôi. Ngạc nhiên không, khiêu khích nó liền anh em ơi. Ok cái này mình sẽ chuyển hướng trang bị một chút nha, mình sẽ không lên vô kiếm được món thứ ba nha anh em ơi, tại vì lên nó cũng khá là nhà mồi. Mình thường là lên cái lưỡi hái linh hồn này là món thứ 4, nhưng mà giờ mình thử là lên món thứ 3 xem là như thế nào. Anh em nếu mà xem video của mình nhiều á, Quỳnh nổi không? Chấm hỏi. Quỳnh nổi không? Game mà làm gì gáy như vậy? Mình phải gáy chứ anh em, gáy vui vẻ thôi, làm việc căng. Anh em thấy cái gọi là cái hiệu ứng khiêu khích của mình nó có tác dụng không anh em? Đó giờ tên bạn thứ nhất là sẽ mất tập trung nè, thứ hai là tên bạn sẽ muốn giết mình nè, là nó rượt mình đó anh em ơi, nó rượt mình chắc chắn là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để mình giết nó rồi, đúng không? Hợp lý chưa? Anh em mà xem nhiều video của mình anh em sẽ biết cái combo là cung phong linh rồi súng máy tạc rồi vô cực kiếm á, rồi cái trang bị lưỡi hái linh hồn là cái món thứ 4 anh em ơi. Nhưng mà giờ mình lên thử lưỡi hái linh hồn là cái món thứ 3 thử nó mạnh như thế nào, cũng có chí mạng mà nhưng mà nó cũng có sốc đam, mặc dù là cái đam sốc của nó lột cái đam chí mạng của nó không nhiều đâu, nhưng mà cái đam sốc của nó nhiều á. Tốc biến rồi nè, lướt chạy thôi. Ui a sư ba tờ hết ở đâu kéo ảo vậy ta, rồi xong bóp nhét luôn rồi. Trời ơi chuối, hello. Trời ơi cái bông khó nó khó chịu được chứ anh em ơi, nhưng xin gieo mà có bông khó nó không giết được luôn á. Tôi thông được tôi. Ui thế thì chịu nha, cũng không có được cái quả đó nha. Hình như bây giờ mình nó cục anh em à, đéo hiểu tại sao luôn. Nhưng đang bình luận cái đang chơi cái nó cục luôn anh em, hợp lý quá. Cái này sao hết anh em ơi, anh em có cái mẹo gì hết không? Cái đậu xanh nó ghét vãi. Alo đâu rồi Gravit, vì combat xong từ đời cổ lý cổ lan rồi mà vẫn chưa thấy bạn. A à, đâu rồi. Thấy mặt là quất liền đó mà, Gravit này gáy hơi nhiều. Chấm hỏi lần chết né nè. Mình hồi nãy mình bị nó lừa nó giết mình thì mình giờ mình giết nó lại anh em ơi.
chủ đích sạch sẽ đây bạn ơi. Chuẩn bị mình thông tiếp nè. Rồi anh em chúng bị cái lỗ ác thật là sạch sẽ chưa. Chúng mình đi thông tiếp đó nha. À muốn thông tiếp nè. Torek cũng được nè, Akali cũng ok nè, Zin là ngon nhất nha anh em ơi. Thằng Gravis là ổn nhất. Ok. Đợi, mình đang đợi mà, chứ con này thông làm gì anh em. Ồ nhưng mà cũng hơi ngon. Em vừa lay cái nhẹ bằng cung phong linh liền anh em. Đâu rồi bằng Gravis ơi. Bằng Gravis. Ui bằng chạy xuống boss là như thế nào mà nó top mà. Bằng chạy xuống boss là hỏng. Hỏng rồi. Vô kiếm hay là thôi vô kiếm đi anh em ơi, mình đang tính lên cái gì ta hô mất tên tiếu luôn rồi cái mẹ đi, nhưng mà thôi nó vô kiếm nha. Cái combo trang bị này rất là mạnh luôn rồi đó. Nôn quá vậy bạn, nôn quá. Lên nè từ cái pha này mà mình tele lên có khi là win game luôn đó nha, tại vì thằng boss của mình đang đẩy nó có hơi căng tí. Tự nhiên bây giờ nó cục khó chịu ghê anh em. Đang chơi mà cứ nó cục khó chịu ghê. Lùi về đây anh em ơi. Anh em ơi. Cho mình chơi game tí được không? Ui, nó ngủ ba đứa luôn kìa. Không có hả? Ngủ ba đứa mà ai đánh thức nó dậy vậy. Lùi về tí đi, đúng rồi, dụ ra đây. Dụ hơi gần nhà nó hơn chút nha, mình không có vô được. Này sao dám vô nè. Vét liền chứ anh em. Cứu mình ra. Cứu mình ra anh em ơi. Xé này nó cũng mạnh lắm. Ok ngay. Có support cover lên ok ngay anh em ơi. Hợp lý chưa? Đây cái thằng Gravis này anh em ơi. Lợn này. Mà mình muốn giết nó là mình chỉ cần tốc biến lên thôi anh em à. Nè thông đi à. Coi nè. Khiêu khích mình anh em à. Nó khiêu khích mình anh em à. Con lợn này. Oh shit. Anh em thấy khích tướng nó lợi hại. Lợi hại không nó luôn kìa anh em. Nó xin mình thông nó luôn kìa. Giờ biết thông nào đây. Thông Gravis hay là thông Torres đây anh em ơi. Nhiều quá không biết thông nào luôn á. Thôi chọn nào dễ trước làm nhưng mà không được rồi. Ô cô tôi cá hai được hỗ trợ biết thông cái nữa. 250, hai cá là 300. Thôi đừng có end game được từ bản. Đừng mà please. Tôi muốn chơi game thêm tí nữa được không? Các bạn ơi. Các bạn ơi. Được mà. Tôi còn chưa kịp thông Gravis thêm lần nào nữa. Thằng Lilia hay thôi còn xin gieo tuổi à. Để cứu game nó còn xí nhục mình nữa kìa em ơi. Ok và tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại đường sau. Hãy chắc là nhớ like và share cùng nhé. Bye bye.